Dạ em xin chào tất cả các bác, các anh chị em Những người đam mê xe đạp, yêu thích bộ môn đạp xe đạp Cũng như những ai đang muốn tìm và mua cho mình một chiếc xe đạp thể dục thể thao ưng ý Phù hợp với bản thân Quan trọng nhất vẫn là chiếc xe đó còn phải thật sự là chất lượng Phù hợp với túi tiền và kinh tế của mình bỏ ra các bác nhé Hôm nay em xin phép em lên một chiếc xe đạp thể thao Thuộc dòng xe đua, xe rốt, xe tay cong Tên xe cũng như thương hiệu em lên khá nhiều trên video của em rồi nhưng để mà một chiếc xe rốt xe đua mà xe tay cong mà phiên bản đời mới nhất và cao cấp nhất của hãng chopic này thì đây là chiếc đầu tiên các bác nhé chiếc đầu tiên em cũng lên rất nhiều uh, chiếc chopic cũng nhiều cấu hình nó khác nhau rồi nhưng mà để mà nói được cái chopic mà với cái khung sườn khung sườn đời mới đời cao đời mới nhất này với cái cấu hình như trên chiếc xe này thì đây nó là chiếc đầu tiên của dòng bản Tropic Paris phiên bản đời mới nhất. Hiện tại trên web ở bên nước ngoài cũng có bán. Ở Việt Nam thì không có bán mới đâu. Trên web ở nước ngoài có bán các bác lên trên mạng các bác cứ tìm hiểu là biết ngay. Chứ bản thân em không thể nói sai được các bác ạ. Đó riêng cái khung mà cái bản khung đúng như em đang quay đây này. Khung không nhá. Uh, à, Tropic Paris mà khung không mà cái bản em đang quay cái khung ấy Người ta đã cái giá của hãng đã là gần 20 triệu rồi. Gần 20 triệu cái khung rồi. Chưa kể group cấu hình vành bánh. Còn các bác mà muốn mua một chiếc xe đúng như với cái chiếc xe màu sắc cũng như là vành bánh với cấu hình em đang quay đây thì các bác phải bỏ ra số tiền nếu mà mua ở trên hãng ấy thì các bác phải tính cả tiền phí và tiền uh, ship về đến Việt Nam mình thì các bác phải bỏ ra một số tiền phải 40 mấy, gần 50 triệu cơ. Gần 50 triệu đấy các bác mới mua được một chiếc xe như này. Và đồ cũng chưa được chuẩn như ở trên này đâu các bác ạ Nó chỉ giống là ở khung với cả group thôi Còn vành bánh với cả là yên tay lái post tăng là không được như chiếc này đâu Chiếc này nó lâng lân cấp lên cũng khá nhiều thứ Đắt tiền ở trên chiếc xe này rồi Và đặc biệt là con này nó rất là nhẹ các bác ạ Em xin phép em đi vào chi tiết cấu hình đồ phụ tùng Đó và trước khi em đi vào thì em cũng nói rõ là chốt nhá Chuẩn 100% là thương hiệu của Pháp Chiếc xe này là Chopic Paris đó Paris nó là thủ đô của nước Pháp rồi Đấy tên của chiếc xe này là Chopic Paris Là phiên bản đời mới nhất Phiên bản đời uh, thấp hơn Phiên bản mà ví dụ là 2020 Với 2021 ấy Thì nó là cái khung kiểu khác nhé Khung ở giữa cái thanh chéo ấy Nó hơi to hơi dẹt hơn một chút Còn cái khung đời mới thì nó làm thu gọn lại Nhìn nó đẹp hơn các bác ạ Đây này nhìn cái cười khung chiếc này rất là đẹp Đó và sản xuất chiếc này thì là Ở Taiwan là Đài Loan Các bác nhé trên uh, kênh của em, video của em thì nói rõ luôn chiếc nào sản xuất ở đâu thì nói ở đó và kể cả là Trung Quốc thì em cũng nói rõ là Trung Quốc bởi vì là nếu mà là hàng Trung Quốc ấy mà các bác mua vào những cái hàng chính hãng của Trung Quốc mà hàng trung ương ấy chuẩn luôn đấy thì nó cũng chất lượng cực kỳ luôn những cái hàng đó nó còn đủ tiêu chuẩn xuất được cả sang Châu Âu nên không có gì mà phải suy nghĩ về vấn đề hàng Trung Quốc nếu hàng Trung Quốc đó là hàng chuẩn các bác nhé đó và con này thì chắc chắn luôn là thương hiệu của Pháp và sản xuất tại Đài Loan mới nó rất đắt và chiếc này thật sự là khung sườn vành bánh cấu hình kể cả từ màu sắc chứ cũng như cái độ chất của nó nó quá là tuyệt vời trong tầm giá. Và em xin phép em đi vào chi tiết cấu hình. Con này nó đẹp lắm các bác ạ. Thật sự với cái màu sắc này thì tất cả các lứa tuổi nhá, đi quá đẹp luôn. Nó không phải là đồng bóng quá, bóng bẩy quá, không nó 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 cũng không phải là bị trầm quá các bác ạ. Đây em đi vào chi tiết cấu hình. Ừ. Xe được trang bị full bộ group nhé Full là tất cả các đồ ở trên xe uh, Group nó là phải full phải đủ Chứ không được like món nào Thì em sẽ giới thiệu là Group đó là u tẹt ga 6008 Đấy 6008 là Japan Riêng u tẹt ga là Japan Japan sản xuất hết Đó Lip 11 Đĩa 2 Đó đây ạ đây nếu mà các bác mua mới chính hãng thì nó không có cái tay lái put tăng này đâu mà chỉ được tay lái tay lái nguyên bản là Chopic và put tăng Chopic. Nhưng người chủ cũ của chiếc xe này bên nước ngoài người ta đã nâng cấp lên tay lái put tăng là đồng bộ một cặp luôn của FSA. FSA là thương hiệu của Mỹ. Mã của nó ở trên xe là 05168. Đó, ở dưới là à, đúng rồi cũng 05168 luôn này. Mã đây nhá. Mã bên này và đây các bác này hàng của Mỹ của nó đầy của nó là Vero này bên này cũng vậy này các bác nhìn này Lumber này Lumber Suri mã vạch này Mazain Taiwan đó hàng chính hãng từ cái lắp chén cổ cũng lái biết à riêng cái tay lái và cái bốt tăng này cũng khá là đắt tiền đấy không có rẻ đâu các bác ạ các bác mà biết mua nếu phải là hàng chính hãng cơ còn hàng nhái trên thị trường cũng có rất nhiều nhá hàng nhái kể cả là vài trăm nghìn cũng có nhưng mà chính hãng này các bác phải bỏ ra số tiền không có rẻ ít nhất cũng phải là triệu rưỡi đến 2 triệu thậm chí còn đắt hơn đó, giá đó Đây, chén cổ cũng vậy này Cũng là FSA luôn, của Mỹ luôn các bác nhé Và những cái vòng đệm này là bằng carbon hết này Đây, vân carbon nổi hiện rõ lên Đặc biệt ở cái Những cái FSA này này những, những con, Từ những con ốc này Nó zin theo cái bộ phốt tăng tay lái này Thì nó có một độ chút làm độ uh, Gọi là một chút gì Độ hút ở trên con ốc này Có nghĩa là các bác để một cái lục rác sắt vào đây Thép vào đây các bác vặn nhé thì thường thường con ốc này nó rời khỏi ra đây ra thì nó sẽ không hầu như nó sẽ không bị rơi xuống dưới đất nó sẽ gần như nó dính ở trên cái cái lục giác và các bác vặn ở trên này đó những cái hàng gọi là chính hãng thì nó có nhiều thứ để nhận biết em giải thích qua như vậy để cho các bác biết đó tay lái là dây quấn tay lái này và cái cao su chụp simalo đồng bộ phun bộ theo xe này đó các bác nhé những cái dòng này nó cực kỳ chất tiếp đến xe được trang bị cũng là càng bằng carbon nhá cũng của Chopic chính hãng nguyên bản theo xe luôn rất là nhẹ đây ạ phanh trước u tẹt ga này đây bóng điện này Xong mà nó mới đấy mà bóng điện nó ánh nó lóe vào đây thôi các bác ạ nhưng mà thật ra là nó mới cực kỳ luôn u tẹt ga sáu ngàn tám nhá Japan sản xuất đó và đây điều đặc biệt trên chiếc xe này em giới thiệu đến các bác em phải ghi nhận luôn đây Mayer là Choi Sen Choi mã của nó đây nhá các bác nhá mã của nó là CC 0571703085 Đó Chạy bằng bạc đạn nhé Chạy bạc đạn Nhưng em phải ghi nhận một điều rằng Cái may ơ của cho xét và cái mã này là Mã em vừa đọc cho các bác Nó chạy trớn đến lỗi mà Không thể tưởng tượng được Không thể hình dung ra được Các bác nào mà xem video của em nhiều ấy Thì các bác à cũng đã nghe nhiều lúc em quay cối lỗ ấy ở vành sau tí em sẽ quay thì tí nữa em sẽ quay ở cái vành sau để cho các bác biết thẩm luôn qua mắt qua mắt mình và tai mình nghe tiếng cối lỗ cũng như cái độ trớn của cái vành này tả thì nó khó 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 nói các bác nhá đây vành này vành là tiếng anh thì em có đọc nó không chuẩn nữa nha này bon ra đó T -W -O. tất cả chữ ở trên vành in trực tiếp vào vành vành carbon cao 5 phân nó bản 5 phân này là tiêu chuẩn quốc tế rồi vành carbon cao 5 phân thông số tất cả những cái chữ này các bác này ceramic ceramic uh, ultimate này Đấy, những cái chữ tiếng Anh sau này thì em cũng xin lỗi các bác nhé em không đọc được đó em quay này đây dòng này là vành này là của Campalolo của ý các bác nhé thương hiệu của ý thương hiệu của ý nhưng mà vành này thì em khẳng định với các bác luôn là vành này nó là vành bản 11 thôi đó còn nếu là chính hãng cặp vành này thì các bác phải mua mấy chục triệu cơ mấy chục triệu một cặp vành này đó là nói chân tình luôn tiếp đến xe này được trang bị lốp Continental Ultra Sport đó Continental là thương hiệu của đức uh, Ultra Sport là thương hiệu của đức đó lốp cực kỳ mới các bác nhìn này mới không nhìn những cái răng ở trên cái những cái gọi là ma sát ở trên mặt bờ lốp này cái lốp tiêu chuẩn của Continental này tại sao được rất nhiều người chuộng bởi vì là cái bề mặt này này hãng nó công bố là chống được cả những cái đinh đinh gọi là đinh thông thường các bác nhé còn nhiều những lúc là chẳng may các bác đi vào những cái tốc độ cao mà chém vào những cái miếng tôn miếng sắt nào thì nó rách hoặc nó thủng hay là như thế nào đó thì cái đấy cũng khó tránh lắm các bác ạ đó đây à, khung thì toàn bộ 100% khung bằng carbon đó. khung shopping này carbon nó nhẹ lắm các bác ạ dây đấy phiên bản đời mới nhất thì em cũng nói rõ luôn dây nó đi âm sườn hết này và cái khuy mà để mà chốt dây âm sườn nó đều có một con những con ốc lục rác nhỏ ở đây để nó bắt thẳng vào khung nó giữ rất là chắc chắn an toàn đó cực kỳ chắc chắn luôn đó đây những cái dây này các bác này dây vẫn là xin theo bộ của bộ group luôn nó là simalo hết simalo japan là cái chữ phản quang nó này nó vẫn còn đóng dập ở trên dây này đó đây khung carbon gọng nước này thật ra xe về nó không có gọng nước đâu nhưng mà em đây là tặng thêm lắp thêm vào cái gọng nước carbon của Bon charger Bon charger gọng carbon này không có rẻ đâu ạ cực kỳ lắp vào để cho nó đúng đồng màu tông sẹt tông và nó phù hợp nó xứng đáng với cái chiếc xe này thật sự nhiều những cái gọng này có thể lắp vào những con xe nó 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 nó, nó, nó ví dụ là nó thấp tiền nó rẻ tiền các bác ạ hoặc nó là cái khung khác chẳng hạn khung nhôm khung thép thì nó sẽ không phù hợp lắm đó là nói thật sự chân tình với các bác là như vậy đây ạ hàng chính hãng thì các bác biết này nó có cả mã vạch này số seri này à, đây nó đầy đủ này tem ở dưới này nhỉ kể cả gầm gầm sâu bên dưới này nó có uh, make in Taiwan đồng hoàng nhé nhưng mà xin lỗi các bác nhiều những con xe em có thể cúi xuống nhưng mà con này nó nằm ở dẫn dưới này nên em không không thể cúi được còn các bác nào thích thì em có thể kết bạn zalo em chụp hình ảnh cụ thể ừ. tiếp đến xe được trang bị đùi đĩa cũng u tẹt ga đây xe full là tất cả nhé bộ chuyển động trên xe là full u tẹt ga sáu ngàn tám japan đây các bác này thông số đây ạ Shimano FC tám Japan này. Đó, Mã QR in thẳng trên đùi đĩa Đùi đĩa của nó là 170 Cực kỳ là chuẩn luôn Đây gọi là tiêu chuẩn à, Và xe thì về cũng không có bê đan đâu Nhưng mà đây em lắp cái bê đan xứng đáng luôn nhá Nó xứng đáng và phù hợp với chiếc xe rốt Đôi bê đan này đều cũng chạy bằng bạc đạn hết Vòng bi bạc đạn hết Cực kỳ chất Đôi này à, ở trên hãng công bố nó chạy 3 vòng hay là 4 vòng Em không rõ lắm đâu Nhưng nó cực kỳ chất lượng Cực kỳ chất lượng luôn Đó đây trang web này Tropic bike.com cũng in thẳng trên khung luôn. Phanh sau cũng u tẹt ga 6008 Japan thật sự riêng quả bộ group full u tẹt ga 6008 này màu nó phải nói là đẹp xuất sắc. Đó. may ơ sau cũng vậy là may giống y như máy ơ trước này. Đây các bác này. Đó, nó đều có phải có những cái số ở bên này này. Đấy, em, uh, may ơ trước em đã đọc rồi, may ơ sau để em xin phép em không đọc, đọc nó dài quá, sợ video dài, các bác lại, lại bảo em là <laughs> quay video dài dòng quá. Đó, tất cả chạy bạc đạn nhá, đi bật bánh tháo mở khóa bằng tay. Đây, vành sau cũng là vành Campa này, Campa Lolo này, à, của nó là ra Uncha này. Đó, đều tất cả những cái này đều, đều in trực tiếp vào vành nhá, vành Carbon này. Đây, đằng sau luôn này, Ceramic này, Ultimate này. Đó, nhưng tiếng anh đằng sau rồi các bác, em quay cho các bác các bác nhìn rõ nhé Đó, và cái lốp sau cũng vậy, cũng con Continental này giống y như lốp trước luôn. Đấy, độ mới thì các bác nhìn đấy, nhìn lốp sau thì sẽ đánh giá được cả xe. Tại vì lốp trước thì, thì nó không chịu lực nhiều, lốp sau nó chịu lực nhiều đây các bác này. Nhìn bề mặt của nó vẫn còn sần sùi những cái gai mới của lốp này. Lốp này dùng rất chất lượng, các bác về mà đạp những cặp lốp này mà các bác đạp đấy mà hàng năm vài năm luôn. Đó, đây ạ, tiếp đến xe được trang bị lip cũng là U tiệt ga, Các bác nhìn lip này Mới hay không đây em giữ lại mấy giây cho các bác nhìn nhá Mới hay không nhìn vào màu sắc của lip Và cũng như là cái cái Những cái góc cạnh của cái từng cái mắt lip một Từ tầng 1 đến tầng 11 Nó phải vuông đều nhau Đó các bác ạ à. Củ cũng u tẹt ga này 6 tám đây u tẹt ga đây các bác cái khe đây này, em Nhìn các bác để ý vào cái khe này nhá Đó đây là u tẹt ga này Em quay cho các bác này 6 tám này 11 speed này đó, Shimano này, Japan Đấy, các bác nhìn rõ luôn cho em luôn này kể cả là xích cũng vậy này. Đây các bác này, xích cũng full bộ luôn, Japan, simalo, các thứ là nó in dập thẳng trên mắt xích này các bác nhé Dập thẳng trên mắt xích, rất là mới luôn. Gạt đĩa cũng U tẹt ga, tất cả full bộ hết đùi đĩa bên này cũng U tẹt ga luôn này. Xe còn rất mới, mới lắm các bạn, mới không các bác nhìn từ những cái đùi đĩa, uh, lip này, răng bánh răng của đĩa này. Đây. Uh, đĩa to là đĩa to nhất là 53, đĩa thứ hai là 39 này. Đó, rất là chất lượng luôn. Đây em quay cối lổ cho các bác nghe nhé à quên đây những cái hàng chính hãng của Chopic nó phải có chữ ký luôn là của nhà sản xuất này ký đây là một là chữ ký của tay đua hoặc người thiết kế hoặc là nhà sản xuất ký ở trên chiếc xe này chữ ký thẳng vào khung luôn nhé in thẳng vào khung luôn và cọc yên cũng là bằng carbon đặc biệt trên chiếc xe này nữa là người chủ cũ đã nâng cấp và thay thế chiếc yên là nâng cấp lên chiếc yên là Sampaco mã của nó là con cốt của ý các bác nhé Italia của ý riêng cái yên này da bề mặt bên trên này là da xịn da xịn các bác nhá đó cái yên này thì em đã tìm hiểu rồi ở trên thị trường bán rẻ nhất cũng phải tầm cỡ tiền triệu rồi tiền triệu có chỗ bán còn triệu mấy hai triệu cơ nói chung những cái dòng yên này nó rất đắt tiền cực kỳ đắt tiền ngồi rất chất lượng này nó có những cái mã số nhỏ nó còn chữ nó in thẳng trên này đó và em quay cái đùi đĩa để cho các bác nghe để thưởng thức là xe nó chất hay không nó cũng rất quan trọng ở cà phê ở và đây đây Đứng ở giữa cho các bác nhìn nhá Đó Vành không vẫy không lắc Tiếp đến em sang bên này cho các bác Nghe và ngắm nhìn Cặp vành này rất là chất Cặp may ơ này nó tuyệt vời luôn Thật sự để mà nói Cái vành này nó dừng Thì rất là lâu các bác ạ à, Em chỉ giữ được một lúc để cho các bác nghe Nhìn cũng như là Thưởng thức để biết được Cái con chiếc xe này vành và máy ơ nó chất lượng như thế nào thì nó nói rõ lên trên video luôn. Thật sự các bác, đấy. Các em xin phép bóp phanh nhá. Nó quá chất lượng, riêng về nói về cặp vành cặp máy ơ này. Đấy, bóp phanh cái đứng cự luôn. Này, đến từ những cái má phanh của nó, còn xanh nét còn đẹp này, zin hết, zin theo bộ luôn. Nói chung con này nó chất lượng lắm các bác à, Em em quay tổng thành cả xe và báo giá cũng như là size nhá. Chiếc uh, xe này thì size cũng uh, ghi rõ ở trên khung là size 50. Có nghĩa là sai đứng em đã lấy thước đo rõ rồi nhé Đứng là 50 Ngang là 52, 53 Chiếc xe này phù hợp tối thiểu nhé Phải là người từ 1m65 trở lên 1m65 Mà các bác đi đôi giày Đôi dép vào thì cũng lên 1m67, 68 rồi Nên Nói chung là từ 1m65 trở lên Đến 1 m 7, 7, 8 đổ lại đi được phù hợp bởi vì sao? Bởi vì sao em vẫn nói là 1m78 Bởi vì cái chiều ngang nó, nó tận đến Ngang nó là 5253 cơ các bác ạ Đó, lên các bác cao kể cả là 1m78, 75, 76 Đi vẫn ok Nhưng từ 1m65 trở lên Và 1m75 đổ lại Thì nó tuyệt vời nhất Trong cái tầm sai Các bác nhé Đó, và em xin công bố rõ giá trên video này Em bán chiếc xe này với giá 27 triệu 500 nghìn Em bao ship toàn quốc các bác nhá Em đã cân thực tế tại nhà chiếc xe này Em lắp cả đôi bê đan, đôi bàn đạp và em cân lên Đúng ra là người ta cân xe là người ta chưa không lắp bê đan đâu Tại vì đôi bê đan nó cũng lặng, lặng mấy lạng rồi Lên đâm ra là em lắp cả bê đan em cân luôn Chiếc xe này lặng có 7 cân 9, 7 ký 9, 9 thôi Chưa đến 8 kg Thật sự quá là nhẹ luôn chiếc này Đó Và em cũng nói cộng đồ rõ để cho các bác biết là với giá 27 triệu 500 000, các bác mua đắt hay rẻ Nói đơn giản là cái khung nhá Cái khung của chiếc xe này Trên hãng bán đã gần 20 triệu rồi Giá mới Còn cặp vành bản 11 một một này các bác mua Cũng phải là cỡ hơn chục triệu Hơn chục triệu mười mấy triệu cặp vành Riêng cái cặp vành với và cái khung các bác đã bỏ ra số tiền Đã là ba mươi mấy triệu rồi Chứ đừng nói đến bộ group Chưa nói đến bộ group full như thế này Nó cũng phải là mười mấy triệu nữa Nói chung cộng cộng giá đồ vào Thì nó rất chi là đắt Đó còn kể cả là xe mới, em cũng nói rõ các bác mua mới thì nó khoảng lên đến hàng 50 triệu. Nhưng mà bây giờ cái xe này là xe lướt đã qua sử dụng nhưng cái độ mới của nó cực cao luôn. Đó. Và em bán với giá 27 triệu 500. Nó quá hợp lý trong tầm giá. Để cho các bác biết được là nó rẻ đoát các bác nhá. Đấy. Và xe bên em là xe nhập lướt đã qua sử dụng. Không tránh được vấn đề sướt sắt theo thời gian. Ví dụ như chiếc này. Ở trên uh, tay lắc này. Chỗ đầu này hơi sướt một chút này. này. Hơi sướt một chút một chút này đây đó em cũng đã spa qua một chút rồi đấy à, hơi sướt này đó hơi sướt đây là xe này không lắp chân trống nó dựa vào tường mới dựa vào cây để chuyện bình thường vành thì hầu như không có đâu vành không có nhé lại khung sườn khung thì không có đâu gọi là lác đác dạng nhiều là sướt giam giam không tránh được đâu các bác ạ đây có chỗ này sướt chút chút ở đây này đấy, nó không đáng kể lắm đâu cũng đã spa qua chút rồi spa thôi nhé các bác ạ nói chung là không đáng kể đùi đĩa thì tuyệt vời luôn vành trước vành sau cũng chả có một vết xước nào để mà đáng phải 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 nói đến đâu còn xước giam giam nhỏ nhỏ thì không tránh được đâu các bác ạ à. đây thật sự các bác luôn đây vành sau một chút này nhỏ nhỏ này thôi nó không ảnh hưởng nó xước em sờ còn còn không thấy có vết nào cơ đó bên này cũng thế này nhưng cái chỗ dễ xước nhất là đây này củ đề rồi đuôi càng sau này nó không có đâu chỗ này thì không phải xước bệnh chả phải xước đâu. Này, chấm chấm nhỏ nhỏ không đáng kể này cũng vậy đó nói chung là nói suốt nhỏ nhỏ thôi các bạn đây chỗ này đây này mấy cái sợi sợi này thật ra là bọn em spa đánh là là cũng nhìn cũng tương đối đẹp ngay nhưng mà không đây là người thật việc thật cứ quay rõ cho các bác nhá đó thật sự là yên quá ngon à đây xe này đèn này bác là mua tặng luôn cả đèn đèn gắn sẵn trên gầm yên này đây yên sambaco nó đẹp này đèn ép nhá rất nhiều chế độ nháy ở đi ngày đi đêm các bác có thể sạc bằng dây điện thoại nói chung là mua về chỉ việc sử dụng thôi gần như không phải đầu tư cái gì đâu các bác ạ đó vâng à, em xin phép kết thúc video ở đây nhé các bác nào mà phù hợp size phù hợp túi tiền mà mua chiếc này về thể dục thể thao đi chơi thì thật sự không còn gì mà phải bàn luôn kể cả là về cấu hình cũng như khung sườn vành bánh nó quá tuyệt vời các bác nhé em à, xin phép em chào mọi người ạ